Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe bán tải nhập khẩu nguyên chiếc quý vị bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Ford Ranger, phiên bản này là phiên bản XLS, số tự động một cầu quý vị và các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2018, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, một chủ từ đầu và 15 bánh, có 6.3 km thôi, full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng, và dàn lốp theo xe còn rất là mới, rất là dày luôn các bạn nhé, cho nên là chất lượng của chiếc xe này rất là đẹp đấy các bạn nhé, vì 15 bánh có hơn 6.000 thôi. Hơn nữa lại chủ xe lại rất là cẩn thận, bảo hành bảo dưỡng đầy đủ ở trong hãng luôn. Với những chiếc xe con thì nó là chuyện bình thường, như với những chiếc xe bán tải thì rất là ít các bạn nhé, ít ở đây là chạy ít này, và bảo hành bảo dưỡng tại hãng, chủ xe rất là cẩn thận luôn quý vị các bạn nhé. Đã lắp thêm rất là nhiều đồ, từ màn hình cho đến là vai thể thao, nắp thùng cuốn rồi các bạn nhé. Chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị các bạn là không tai nạn, không ngập nước, không lỗi gì cả, tất cả còn nguyên bản, keo chỉ còn nguyên bản, và chúng tôi đang bán với giá là 519 triệu đồng thưa quý vị các bạn. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn, vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị và các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe bán tải Ford Ranger XLS 2018 này, thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe bán tải Ford Ranger XLS 2018 này ạ. Mời quý vị và các bạn. Và ngay sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Ford Ranger XLS 2018 này các bạn nhé. Trước tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi đi xem về phần thân vỏ bên ngoài, cũng như là về cái phần nước sơn bên ngoài của chiếc xe các bạn nhé. Nước sơn zin của xe còn rất là nhiều các bạn ạ, rất là đẹp luôn các bạn nhé, vì chiếc xe này là chủ xe đi ở Hà Nội rất là ít, mà lại bảo hành bảo dưỡng đầy đủ cho nên là rất là đẹp. Đây là cái phần sơn bên lái đây các bạn này, sơn zin còn rất là nhiều và rất là đẹp luôn các bạn nhé. Phần ba đờ sốc trước, phần đầu, phần mặt ca lăng, lưới tản nhiệt đây các bạn này, còn rất là đẹp này. Cụm đèn pha cũng còn rất là mới và sáng, chưa có bị xước sát hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Từ logo chữ này cho đến cái cụm đèn pha này các bạn xem này, đều rất là mới, rất là trong. Phía bên dưới thì có cả đèn gầm rồi. Đấy, phiên bản này đầy đủ hết rồi các bạn nhé. Nhìn về cái phần đầu chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là còn rất là đẹp đấy các bạn này, rất là in, rất là khít luôn, từ những cái phần cabo đến tai đấy, rồi đến những cái phần ba đờ sốc này, tất cả còn rất là in khít luôn các bạn nhé. Xi nhan được tích hợp ở trên tai, phiên bản này là phiên bản 2.2, máy dầu, số tự động một cầu quý vị các bạn nhé. Đấy, nhìn về cái phần
sườn bên lái, à sườn bên phụ đây các bạn nhé. Đây là cái phần sườn bên phụ này. Nước sơn zin nguyên bản của xe cũng còn rất là nhiều luôn các bạn nhé. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn ạ. Đấy, cụm đèn sau. Đấy, cụm đèn sau cũng chưa có bị xước sát gì cả các bạn này. Rất là đẹp luôn các bạn nhé. Đây là cụm đèn hậu. Xe cũng đã được lắp màn hình. Màn hình rất là to và camera lùi, cảm biến lùi có rồi các bạn nhé. Và đặc biệt là chiếc xe này đã được lắp thêm vai thể thao, nắp thùng cuốn các bạn nhé. Những chiếc xe bán tải, đặc biệt là Wrangler thường là lắp những cái vai thể thao này thì rất là đẹp, nhìn nó giống như chiếc xe Y-Check các bạn nhé. Đấy, và dàn lốp theo xe đây các bạn này, còn nguyên luôn, zin luôn cả dàn lốp các bạn nhé. Đấy, dàn lốp theo xe này. Dàn lốp còn rất là dày, rất là đẹp, chạy được rất là nhiều nữa các bạn nhé. Đấy, dàn lốp còn rất dày đây các bạn này. Sản xuất là 2018 luôn, cả 5 quả lốp đều là còn nguyên là 2018 luôn các bạn nhé. Đấy, rất đẹp, la răng cũng là da răng đúc mà chưa có bị xước sát gì đâu. Cái bộ áp suất lốp, đây nhìn cái van này là đã biết được luôn là chủ xe đã lắp bộ cảm biến áp suất lốp rồi các bạn nhé. Bộ cảm biến áp suất lốp này rất là xịn này, bằng kim loại mà nó nằm ở trong lốp bạn nhé, rất là đẹp rồi. Toàn bộ về cái phần ngoại thất bên ngoài, phần nước sơn, phần thân vỏ bên ngoài. Đây tôi quay luôn cả cho các bạn xem về những cái phần gầm này. Lòng dè các bạn xem này, rất là mới luôn các bạn nhá. Đấy, những phần gầm này. Chiếc xe bán tải thì nó cao, tôi có thể quay được phần gầm, tôi sẽ quay cho quý vị các bạn cùng xem. Đây là cái phần gầm của chiếc xe các bạn nhá. Những chiếc xe mà chạy ở Hà Nội thì thường là gầm rất đẹp, rất là mới luôn các bạn này. Mới có hơn 6 vạn thôi, cho nên là tất cả còn rất là mới các bạn nhá. Nhiều xe 21, 22 chưa chắc đã đẹp, đã mới bằng chiếc xe này đâu, vì chiếc xe này để chạy rất là ít. Đấy, toàn bộ những cái sắt xi chưa có bị gì mà cũng chưa có bị xước sát gì cả. Bởi những chiếc xe chạy ở Hà Nội thì bao giờ nó cũng đẹp hơn, vì đường ở Hà Nội nó đẹp hơn những chiếc xe chạy ở tỉnh các bạn nhé. Đi mua xe bán tải mà mua những chiếc xe ở tỉnh thì thường là không đẹp bằng những chiếc xe ở chạy ở Hà Nội đâu. Đấy, Hà Nội thì chạy nó rất là đẹp. Hơn nữa là chủ xe giữ gìn, cho nên là gầm rất là đẹp luôn các bạn nhé. Toàn bộ về phần ngoại thất và phần gầm đều rất là đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về phần nội thất của chiếc xe. Từ những phần keo chỉ cánh cửa này, đây là cánh cửa phía trước bên lái các bạn nhé. Keo chỉ cánh cửa nguyên bản này. Táp bi cánh cửa còn rất là mới. Toàn bộ từ táp bi đến táp lô đều rất đẹp đây các bạn này. Đấy, đồng hồ công tơ mét 6,3 vạn. Táp bi, táp lô, vô lăng, cần số đều rất là đẹp đây. Tay phanh này, tay phanh còn rất là mới luôn. Và đặc biệt là cái phần nỉ trần các bạn thấy đây ạ. Chủ xe rất là cẩn thận, đã bọc ni lông rồi, cho nên là những phần nỉ ở bên trong ni lông này nó còn rất mới luôn bạn nhé. Những cái phần nhựa này cũng còn rất mới này. Phải nói là chiếc xe này được chủ xe đi ít mà lại giữ gìn, cho nên là rất là đẹp. Bộ ghế da nguyên bản của những chiếc xe bán tải này thì chỉ có ghế nỉ thôi các bạn ạ. Thì đây là đã có bộ ghế da rồi các bạn nhé. Ghế da rồi này, trải sàn da rồi này. Và lót sàn 5D. Đấy, nhìn rất là sạch sẽ, rất là sang, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Và đây là cái táp bi cánh cửa phía sau. Cánh cửa phía sau bên lái này, từ keo chỉ là cũng còn nguyên này. Keo chỉ còn nguyên hết luôn các bạn nhé. Táp bi cánh cửa rất đẹp này. Nội thất đằng sau cũng rất là mới luôn. Đằng sau này là cũng ít người ngồi cho nên là còn mới này. Đây là cái đống đồ mà chủ xe đã lắp ở trên cái lót ghế này. Đấy, lót ghế, tựa ghế này, tựa gối, tựa đầu này. Đấy, anh em chúng tôi dọn dẹp là bỏ ra lại đây đây ạ. Ai mua có lấy dùng thì lấy, còn không thì anh em chúng tôi cũng bỏ ra đấy. Đấy, bộ ghế da rất mới này, từ lót sàn rất đẹp luôn này. Lót sàn 5D. Bây giờ tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe, tôi sẽ nổ máy. Tôi sẽ nổ máy chiếc xe này lên các bạn nhé. Đấy, máy đã nổ rồi. Và đồng hồ công tơ mét đây, chuẩn 6,3 vạn. Đấy, nhìn về cái đồng hồ công tơ mét thì quý vị các bạn xem cả vô lăng cần số này. Vô lăng này, vô lăng thì được tích hợp các phím điều khiển này, Cruise Control kiểm soát hành trình hay còn gọi là ga tự động đấy ạ. Tay lái thì trợ lực điện rồi. Đấy, ở những chiếc xe bán tải từ đời 2016, 17, 17 trở lên là đã có tay lái trợ lực điện rồi các bạn nhé. Đấy, màn hình Android rất là xịn luôn các bạn ạ. Đấy, cái màn hình này là màn hình rất to, giải trí trung tâm, cảm biến áp suất lốp xịn đây. Đấy, và tất cả còn rất là mới này. Toàn bộ từ những cái phần nhựa này, những cái phần tay nắm này. Đấy, đều rất là mới như các bạn này.
xe đẹp hay là xe không đẹp, có đều hay không thì chúng ta phải xem tổng thể toàn bộ đây. Từ những cái phần nhựa này, tay nắm này đều rất đẹp nhá. Nỉ trần của chiếc xe này đang bọc ni lông này, bây giờ bóc cái ni lông này ra là nỉ như mới luôn. Đấy, bên trong lớp nỉ ni lông này là cái nỉ trần này như mới này. Tất cả đều rất đẹp luôn các bạn này. Phải nói là đẹp hiếm có đấy. Ở những chiếc xe bán tải thì rất ít những chiếc xe đẹp à, vì là đa số bán tải là hay chạy nhiều. Đấy. Anh em, nhiều anh em đi mua xe bán tải bảo là chúng tôi là dân lao động, tự nhận là chúng tôi là dân lao động, mua chiếc xe này về để đi cày kiếm tiền. Đấy, nhiều người có cái suy nghĩ như vậy. Đây là nói vui với nhau thôi quý vị các bạn nhé, vì xe nào thì cũng như vậy thôi ạ. Đằng sau thì xe đã được lắp thêm vai thể thao này, nắp thùng cuốn này các bạn nhé. Đấy, vai thể thao và nắp thùng cuốn rồi. Tôi lại đang không cầm cái khóa, khóa đang ở trên xe. Vai thể thao, nắp thùng cuốn rồi bạn nhé. Tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem này. Toàn bộ từ keo chỉ cánh cửa này, đấy, keo chỉ cánh cửa, táp bi cánh cửa này, nội thất bên trong đều rất là đẹp, rất là mới các bạn nhé. Một chiếc xe 2018 tính ra là 6 năm sử dụng rồi. Nhưng không phải chiếc xe bán tải nào nó cũng đẹp như này đâu các bạn ạ. Có những xe chỉ 1-2 năm đã chạy tới cái đồng hồ công tơ mét này rồi các bạn ạ. Và chiếc xe này 6 năm, mới hơn 6 vạn km các bạn nhé. Và đây là cái táp bi cánh cửa phía trước bên phụ này. Toàn bộ từ những cái phần keo chỉ này. Keo chỉ này là còn nguyên zin này. Đấy, keo chỉ này là còn nguyên zin hết luôn quý vị các bạn nhé. Táp bi cánh cửa này đều rất là mới này. Toàn bộ từ táp bi cánh cửa này cho đến táp lô đều rất là mới, rất là đẹp như này đây. Vô lăng, cần số, tay phanh đều rất là đẹp, rất là đều các bạn nhé. Đi xem xe cũ thì quý vị và các bạn không chỉ xem mỗi cái đồng hồ công tơ mét đâu. Đồng hồ công tơ mét nhiều khi chúng tôi đi mua chúng tôi còn không để ý đồng hồ công tơ mét cơ. Vì xem nhiều hay ít, chúng tôi sẽ xem tổng thể của một chiếc xe và đánh giá chung xem chiếc xe là nó chạy ở khoảng bao nhiêu. Vì là có nhiều xe là nó qua nhiều đời chủ rồi thì đến chủ xe còn chả biết đồng hồ thật nó là bao nhiêu vì nó qua nhiều đời chủ. Đấy, tôi nói là những chiếc xe khác, còn chiếc xe này là có một chủ thôi, cho nên là xem cái là biết ngay các bạn ạ. Cam hành trình đầy đủ rồi, màn hình Android xịn, có cả camera lùi, camera hành trình các bạn nhé. Rất là mới, rất là đẹp luôn cho một chiếc xe 2018. Ở phiên bản này thì Ford cũng đã trang bị cho chiếc Ranger 2018 bản XLS này là một cái khối động cơ diesel với dung tích 2.2 lít các bạn nhé, tức là máy dầu. Đa số bán tải thì là máy dầu thôi. Và đặc biệt ở cái động cơ này thì các bạn thấy đấy ạ, rất là mới luôn các bạn nhé. Vì mới chạy có hơn 6 vạn km thôi, cho nên là máy còn rất mới, rất là đẹp và chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm, cũng như không bị ngập nước các bạn nhé. Đấy, tất cả đều rất đẹp, rất mới như này đây. Quý vị các bạn nào mà đang có nhu cầu mua chiếc xe này thì tôi đảm bảo với quý vị các bạn đến xem là ưng luôn. Chỉ có bàn về giá thôi, chứ chất lượng thì không phải lo về chiếc xe này nữa rồi. Máy móc còn nguyên, zin đẹp và mới như này đấy ạ. Đấy, rất là đẹp, tất cả những con ốc là còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Chưa có một con ốc nào bị tháo ra cả. Đấy, còn rất đẹp này. Tất cả các chi tiết đều rất là mới này. Đấy, và hơn nữa là đây, những cái ốc cabo này cũng còn nguyên này. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm, cho nên là chưa có vết tháo các bạn nhé. Đấy, cabo này. Ốc cabo là còn nguyên bản hết này, keo chỉ cabo. Đấy, tất cả là còn nguyên bản hết luôn này. Đấy. Keo chỉ cabo còn nguyên này. Toàn bộ từ những cái ốc tai này cũng còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Phải nói là rất là đẹp, một chiếc xe còn nguyên bản và rất đẹp luôn các bạn ạ. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe bán tải Ford Ranger phiên bản XLS, số tự động một cầu, sản xuất năm 2018, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, lăn bánh được hơn 6 vạn km rồi, full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng. Và chiếc xe này thì chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc tất cả là còn nguyên bản hết luôn quý vị và các bạn nhé. Chúng tôi đang bán với giá là 519 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe bán tải Ford Ranger XLS 2018 số tự động này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ.
Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Trăm người bán, vạn người mua, hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ, những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả, mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã. Một điều đặc biệt là khoa học đã chứng minh, những người thường hát một mình trong nhà vệ sinh thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những người đang xem video mà like video, đăng ký kênh là những người rất là thông minh. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Mm-hmm.